Hello bà con, mình với vợ mình đi vô trong rừng. Trong rừng đây chỗ là chỗ nào? Samuel á, Oh, Samuel chỗ này là cái Park State Park Samuel Samuel Tyler Samuel Tyler nha các bạn. Đây. Chiếc xe RV mình nè. Xe RV mình đậu trong rừng thấy hoài nè. Xe RV đậu rừng thấy hoài. Gọi là MG2, MG2. Đó cũng có bằng phẳng không? Bằng phẳng là của mình. Vô đó anh đậu xem. Chỗ này đẹp á, nói chung là nó có cái chỗ để mà thấy. Chắc vậy. Ta camper cắm trại hả các bạn? Vô mấy cái xài thèm vô sao thèm xe vô không được đâu. Nó lắm. Cái thèm gì hả gọi. Từ hôm trước là thằng ô, thấy đây nó bụi quá trùng. Thằng thấy nó không có chỗ là thằng tính vô mấy cái xài thèm. Có làm sao vừa. Vô xài thèm vô không vừa. Ừ, nó làm xuống vực. Xe này của hãng Chevrolet hả? Nhưng mà sai nào cũng là lộ thi hết. Vậy thôi, bây giờ sao? Xe con này có đội nha. Luôn phòng lại có đội. Ủa, cái đội của nó luôn. Đó, dưới đó. Đội nó. Mình muốn gắn đội cũng được, mà khỉ vậy nó nói 6 ngàn. 6 hay 4 ngàn. Xe mình muốn. Đánh đổi mấy ngàn đó. Xe nó option là vậy. Trong mấy cậu tí vô lê tới á, đi vô đây cũng được. Đi ngay thôi. Chỗ này thằng thấy con quá. Đi ra các bạn là có xe nó đâu. Mang khu đã team of slides đây này là có thú này nè, không có gấu, có skunk mountain lion nè. Đường này cũng đẹp nè. Sai này. Sai này cấm liều nữa. Sai này. Có cái gì nhỏ nhỏ này đã. Cái nhỏ nhỏ này vui á. Chiếc này chiếc mới nha. Chiếc này con thấy không, nhỏ đã. Cái này xe Highlander kéo được. Có chiếc nó buồng phòng luôn nha mẹ. Nó có kéo. Mà chiếc xe thì đã hơn. Hay đi. Hãy subscribe.
Xây này cũng đậu xe được. Này cũng đậu xe được chứ. Đậu cái đây nè. Được chứ. À, thầy chơi mà sao vậy? Ồ cái đó hai cái hả? 56 ồ 56. Cái này hay á. 56 hả? Đi vô. Không tin kia. Cái máy vô phần chụp. Ta đi vòng vòng mà coi sai nào có 51 á là mình đi trở lại mình biết cái sai. Cái này ngon nè. Nè, chụp 56. 56, 56 tại sao có hai tờ vậy? Cái này 55 mà. Này sao 55 vậy? 56 nữa đâu. Hai cái chung hả? 56 bên đây. Hai cái gần hả? Cắm thêm một cái lều đằng sau. Trông biết chơi ha. Hai xe này mà như xe mình sẽ bắt phước độ nữa. Dư sức. 56 hai xe chung. Xe cắt, xe kép. Xe kép này cũng hay á. Anh qua rồi lên đây đi chỗ này được. Chỗ này hai xe động ngon mà ở bằng phẳng. Đây là mày không phải như xa 54 này là xa lèo là làm sao mà mua mỗi cho nổi. Cho nên là may bây giờ là nó kêu xa là xa lèo đó là không có. Không, mà phải xe mới được chứ. Thì bữa nọ là mình lên cái tà kia á. Là xa lèo không á. Management ha. Group campsite đây. Đây là group campsite. Con đường ở đâu? Đi ra con đường. Này vô trong khu cắm trại này ra được con đường ở đâu? Nãy mày đi đâu? Đi qua kia kìa. Mở nhạc luôn cho nó thô vô và có nhạc nghe nó. Cái này cũng như lần vui á. Nó có cái mấy cái đó là cao lên để có ánh nắng. Ồ, xinh quá cái này, xinh quá ta. Nó là cái hình cái lèo nha. Xinh quá à. Hình như có cái nó đưa cái nóc lên á, cái đó nó đưa nóc lên á. Nó chống lên á. Cái đó đẹp rồi. Cái đó có buồng phòng kìa. Xin chào bà con, chồng mình đang đi hiking ở trong cái State Park Samuel Tyler. Ồ, mình quay lại chỗ mình nữa hả? Giờ muốn quay con đường ở đâu không? Giờ đi ra hả? Nó đâu cho mình đi ngược lại. Mình muốn đi ngược lại hả? Muốn đi, đi. Keep rolling, đi ở đây. Keep ra đi, đi ra đi. Này có một chiều à.
cây to, cây to ghê. Nhận mát cái cuộc sống rừng đã. À, đẹp quá. Này đẹp quá. Ồ, cây to. Cây to quá. Đứng gần gần á. Nữa, nữa. Ok, và gần hơn chút nữa. Để đi xếp đây nè. Ok, 1, 2, 3. Ok, 3. Gần quá không? Thấy nó cũng xa. Này đường. Này 44 ha. 46, 46 cũng được. 46 cũng. 46 này chỗ này. Nè. Bạn trong đây nè, đã không? 46. Mình là 4, mình là 36 rồi. Ừ. 46 đẹp lắm. 46 rất là bằng phẳng nè. 46 bằng phẳng mà lớn. Ông sáu được ha, rất là bằng phẳng, kín đáo. Trồng trồng cái hẳn một cái web page là nó chụp hình hết những cái sai này. Dạ. Cho mình biết sai nào sai ngon. Nhưng mà mình là vì mình rất dễ phát nó sai ngon. Chó này, chó này chắc chắc ngon. Chó này chắc chắc nó còn non. Hello. Hao dữ. Xe có cái ông nãy kìa. Đậu vô đó. Đừng mút mắt không các bạn. Không thấy nha. Nè, cho cái đó nãy thấy hả? Đi vòng lại nữa. Đường xuống nè, đi xuống nè. Quẹo đây hả? Ở đây không đi vòng vòng hoài. Cái cầu phai là đâu ta? Đây đâu còn đường đi nữa ta? Ở kia có đường đi bộ kìa. Đó. Chắc nó đánh vòng này quá. Cái này này. Cái này hồi nãy vô à. Trời ơi. Mình đã có giấy hết rồi hả? Cái cần đi gần kia lấy giấy không?
xe.